Mà những người nào mà mến Kiệt theo dõi thì cứ cứ ấy, tại vì khi Kiệt nói nay Kiệt không có giấy mực gì hết, hiện giờ cũng không có giấy mực, nghĩ tới đâu điển tới đâu Kiệt nói tới đó thôi. Hiện bây giờ là giờ chót, cho nên cả ở trong cõi vô vi và cõi hữu hình mình cũng rất là chiến đấu, rất là ác liệt. Chứ mấy vị không có thấy cõi và hiện tượng của những cái thời gian gần đây á, nó rất là kỳ lạ. Thì các thiện thần với ác thần á, cũng đấu đá nhau. Ở dưới thế gian mình cũng vậy. Biden, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ cũng đang đấu đá nhau. Rồi ngoài Biển Đông, Đài Loan cũng với Trung Cộng ngày đêm á, 24 trên 24, không biết lúc nào á, nổ ra chiến tranh. Sắp sửa sẽ có thể cúp điện toàn thế giới nữa đó. Mà mấy cái này Kiệt nói không có phải 100% nha, 80-90% giờ chót, còn có hội đồng chư Phật chứ có cha mẹ ở trên để mà có thể hóa giải những gì Kiệt nói. Kiệt mong nó không có xảy ra là tiên tri, còn nếu mà nó xảy ra thì là coi như là Kiệt cũng buồn, chứ Kiệt cũng không mong Kiệt nói trúng nữa. Mà đa số bữa giờ chuyện nói chúng gần 80-90% vụ mà Covid nè, vụ ông Trump sẽ trở lại nè, ông Trump bước xuống để cho nước Mỹ, Mỹ đen Mỹ trắng không có bị tách rời, để nước Mỹ làm đôi nè, nó là cái sự hàn gắn của ơn trên, chỉ là một cái chuyện gọi là nội loạn của nước Mỹ đó. Tại nước Mỹ á, là nước dẫn đầu, là đại diện cho Thượng Đế, đại diện cho chư Phật, cho Chúa, để mà làm cho cái mấy trăm quốc gia trong cái quả địa cầu này nó bình an, cũng như một đàn anh lớn vậy đó. Ở trên trời mỗi một tầng trời đầu thai xuống thế gian này thành một quốc gia, ví dụ tầng trời thấp thì thành quốc gia thấp, những người có phước thì đầu thai thành những quốc gia giàu có. Cho nên mỗi một cái quốc gia là giống như đại diện cho mỗi tầng trời, mỗi dân tộc là tùy theo cái phước của họ. Hôm nay thí dụ mình làm chức bộ trưởng thì mình có phước, hôm nay mình làm bộ trưởng, nhưng mà mình làm không có đúng cái chức trách của mình kiếp này thì kiếp sau mình trả tội rồi, mình có thể đầu thai thành anh Phi Châu chạy mặc sờ rông, chạy vòng vòng ở trong rừng đi săn thú đó. Thì mỗi một kiếp mình đều do cái nghiệp quả của cái hiện tại mình đang làm. Cho nên bây giờ mình muốn biết kiếp sau mình làm cái gì á, thì mình nhìn hiện tại mình đang làm gì cho dân chúng và cho những người xung quanh, tốt hay xấu. Nếu mình làm xấu thì mình trả cái nghiệp rất là nặng, tất cả đều là do nghiệp hết. Nó cũng giống như cái credit card vậy đó, cái credit report vừa của Mỹ vậy đó, cái tín tín dụng của Mỹ vậy đó. Ở bên thiên ma đó, họ cũng bỏ xuống đây nghìn 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 con cháu của họ sống chung với loài người của mình nè. Mình cho nên có những người có thể sống chung làm anh em ruột với mình nữa. Cho nên tại sao mình nói một đường thì họ hiểu một nẻo, tại sao mình nói hướng đông thì họ nói hướng tây, mình nói mặt trời lặn hướng tây thì họ nói mặt trời lặn hướng đông, họ đều là đi ngược với mình hết. Là tự gì, cái tâm của họ đã là con của thiên ma rồi, muốn thay đổi những cái thành phần này rất là cực kỳ khó. Chuyện đã cố gắng thử rất là nhiều người, không phải dễ. Còn có những người ở xa có thể gặp Kiệt trên mạng hay là một cái điện thoại, họ có cảm mến Kiệt thì cái đó đã hữu duyên, mình đã là anh em ở trên trời rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên xuống đây á, là gặp nhau cái là hiểu nhau liền. Còn có những người anh em ruột sống chung với mình cả đời không hiểu vẫn không hiểu, để cho mình giống như đau khổ, để cho mình thức tỉnh thêm, để mà cẩn thận thêm trong đời sống và tiến bộ trong đời sống. Những người giàu có mà không có hiểu về tâm linh thì nãy kỳ ví dụ nhé, cũng giống như mấy người mà làm ô sin vậy đó, rất là cực khổ, khi đi rồi buông ra họ tay trắng không có mang theo được gì. Còn những người mà ở vùng miền Tây mà hiểu về sấm cơ của sư phụ của Đức Thầy, nghèo khổ
không có cơm, không đủ ăn áo, không đủ mặc.